Chị Tâm ơi, mang mì cây qua này chị Tâm ơi. Trời đất ơi, cảm ơn nha. Sáng giờ là chị lu bu công chuyện, không có đi mua được, cho nên là nhờ em đi mua giúp đó. Dạ, có sao đâu chị, trời ơi, em mới đi ăn về nè. Quán này được cái ngon nhưng mà bột ngọt nó bò cả tấn vậy đó. Nhưng mà hộp miệng chị cưng ơi, của chị hết nhiêu? Dạ, 60 chị. Trời ơi, vừa đủ luôn nè, chị cảm ơn nha. Dạ thôi về á chị. Dễ gì cưng. Rồi mì cay chị đâu? Ủa mì gì chị? Thì mì chị nhỏ mua chứ mì gì trời. Ủa có không? Sao không nhớ chị ta? Trời đất ơi con nhỏ này, em mới vừa kêu chị đưa tiền liền nè. Ờ đúng rồi ha. Ủa mà vợ chị mới dặn em đi mua nè chứ chị dặn hồi nào? Ủa có không ta? Có không? Chứ gì nữa trời, mới vừa đưa liền tay nè. Ờ ha, chắc gì quá à. Thôi à, em đi mua giúp chị nha. Ờ thôi à, em đi mua ha. Ủa mà mua gì chị? Ờ mà mua gì ha? Mua gì ta? Ủa mà em cầm tiền giống tiền chị vậy? Phải không? Này tiền em mà. Nè cái số xe ghi 123456 ít 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 chị nhớ mà. Ủa tiền chị rồi sao nãy giờ bên tay em? Khoan ngừng ngang đi. Cũng nói với mẹ rồi đừng ăn có mì cay bà Tám. Bà bỏ bột ngọt đi ăn riết luôn cái đầu có nhớ cái gì đâu. Chứ giờ mẹ thèm mì cay quá rồi sao? Trời ơi, con mua cho mẹ cái mì siêu cay tô thia chớp hương vị hải sản để cái bếp mẹ không để ý hả? Mì này được mệnh danh là mì cay quốc dân với 7 cấp độ cay có thể tự điều chỉnh. Mở ra dạng tô chứ chứ con toàn ăn mì siêu cay gó suốt nha. Yeah. Ăn được hai dạng nước mà khô, còn gói rong biển thơm ngon. Ngoài ra còn tiền lợi có thể mang đi ăn mọi lúc mọi nơi mà chỉ có 16k. Trời ơi, nó tỏa ra cái vị hải sản thơm quá này con. Wow. Thơm ngon. Đó coi à, ăn ngon không? Chứ ăn ba cái đồ bị kia bột ngọt không mà ăn thời gian là không nhớ ai luôn á. Nó ngon lắm mày ơi. Trời ơi chắc lấy tiền đi mua ăn quá chứ em nhìn chị ăn em chịu không nổi luôn á. Ủa khoan, tiền chị mà cưng ơi. Thánh thần ơi, tiền gì của chị? Tiền em cầm nãy giờ mà trời. Mày vô mày hút liền cái nước cay cấp độ 7 cho nó tỉnh giúp tao đi. Thấy cái đầu mày lún lắm rồi đó. Trời sao nói thớm trời. Tôi rất sợ yêu. Em ăn gì chưa đây? Sáng giờ bé chưa ăn gì luôn á anh ơi. Oh my god, what is that? Bé đang làm gì đây? Dạ bé vừa phụ mẹ lau nhà nè anh. Bé giỏi thế. Bà nội cha mày mày. Tao kêu mày xuống lau cái nhà mày làm cái quần que trên đấy giờ vậy? Trời đất ơi là trời, cái phòng con gái con đứa mày coi như cái chuồng heo không? Quần áo của gì mày mày trời ơi là trời. Mày gì nhau mày. Bé ăn trưa hay đang làm gì đây? Chết mẹ rồi. Thằng này mày né ra coi. Gì trời. Dạ bé đang phụ nấu ăn nè anh. Ôi người yêu ai gọi nhờ. Bà làm quần què gì vậy? Xong rồi đó vô nấu đi nhịn gì. Sao tao không thấy mày yêu đương ác trơn vậy vậy mi hả? Mày coi bằng tuổi mày kìa, con nhà người ta kìa, lập gia đình rồi con cái đều hết trơn rồi. Mày coi năm nay mày 24 tuổi rồi nghe. Mày con nít đâu mà suốt ngày cứ lông bông nha. Lo kiếm thằng nào mà quen đi. Tôi rất sợ yêu, sợ đến một ngày nào đó bị cảm xúc. Bởi vì tôi rất cần sự chân thành ấy. Sự chân thành ấy đến với tôi một cách tử tế. Con nhỏ nói quần nghĩ mẹ. Thánh thần ơi, rồi con có biết tình yêu là gì không mà con nói như đúng rồi vậy? Tất cả mọi người hỏi mình tình yêu là gì, yêu như thế nào để khỏi chia tay. Mình nhắn nhủ tới tất cả những người bạn của mình hiểu rằng yêu là như thế nào và mong được sự hỗ trợ từ những người anh em. Kể cả bản thân mình cũng tốt đến mấy cũng không bằng người giàu sang. Mình không nghĩ rằng mình chọn được một chàng trai không vì vật chất mà đến với mình một sự chân thành. Mày đánh mẹ mồi mày đi. Còn con này nữa mày hỏi đó chị vậy, nó khùng nó điên vậy. Trời ơi chồng à, đẹp trai quá à. Trời ơi nhìn anh em muốn đẻ con với anh luôn vậy hả? Gọi tụi ba đi con. Mọi đẹp trai quá à. Dễ thương quá. Đúng là con gái. Trời ơi anh đáng yêu kìa trời.
Mẹ mày he, tao biết ngay mà tao mới thử lòng mày thôi, tao mở cái này lên để xem mày có nhìn không đúng như tao nghĩ ha. Cái mặt mày nhìn nó đắm đuối, nhìn nó không một giây nào mà mày thoát ra được ha. Cái thứ mày là cái thứ lăng nhăng từ trong tâm trí mà ra tới ngoài đời ha. Không phải ý anh là mày khỏi nói đi. Tao đang đứng ở đây nè, mày còn dám làm cái hành động đó với tao thì sau lưng tao mày còn dám làm cái điều gì nữa hả thằng khốn. Ủa em đi đâu mà về khuya vậy? Đi đâu kìa mẹ tao nghe. Bỏ lại một què gì? Thì anh quan tâm anh hỏi. Mày khỏi giả bộ quan tâm đi mày ơi. Tao với mày chưa có lấy nhau nha, mày đừng có giở cái thói kiểm soát của tao nha, nha. Mày giở cái giọng gia trưởng của tao hả? Bỏ nha mày. Em ơi cho anh đi đánh bia mấy thằng bạn xíu nha. Anh muốn anh đi đi. Tôi đâu nói gì anh được đâu. Tôi đâu cấm anh đi đâu, anh có chân dạ có thử đi thì tôi không cấm anh gì hết trơn á. À, thôi anh ở nhà anh không đi nữa. Rất lại hai. Mày dùng cái điện thoại làm cái gì vậy? Nói vậy là sao? Rồi mắc mới gì đi ăn đi, ủa mày không chụp hình tao mày up lên story hả? Trời ơi mốt đi mấy quán nào đẹp đẹp chụp hình cho nó xinh chứ, ngồi đây có gì đâu chụp em. Mày khỏi gì mày ơi, mày sợ mày mất kia mấy cái đứa em bé mưa của mày chứ gì? Chứ mày tốt lành gì mày nghĩ cho tao. Thôi được rồi để chụp anh up cho. Góc đầu đẹp ta. Chụp hình hả? Cho anh vô vậy. Mày biến đi mày ơi. Up story 2. Tuần này đi đâu đó không? Thằng shipper, mày làm gì mẹ tao? Bị điên à? Mẹ con ngất giữa đường. Tao định mang đi bệnh viện, con có biết không? Mẹ trắng mặt bị ngất. May có hai cô cậu này giúp, sao con hồ đồ vậy khuyên. Ôi, ôi vậy hả mèo? Con xin lỗi. Tôi khốn nạn quá. Tôi thật sự xin lỗi. Được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta đưa bác đi bệnh viện đã nhá. Hai cái ông tướng này bữa giờ ôn thi thế nào rồi? Con vẫn đang ôn đây. Sáng thi điểm cho cao đi, mẹ thưởng cho. Thôi mẹ. Mẹ lỗi anh hai. Trước mẹ hứa em điểm cao mua trên con Labubu ấy có mua đâu. Đúng là lời nói đàn bà chả đáng tin. Này ông tướng, tôi tưởng anh đợi con gì nó rẻ rẻ, thế con đây mấy triệu bạc là tiền tôi mua cho anh. Thế lần này mẹ mua thật không đây? Điểm cao, thích gì cũng có. Nếu đầu cấp 3 mua cho con xe máy đi học. Duyên. Thế con điểm cao mẹ cho con đi chơi nhá. Chốt. Ôi mẹ ơi, con đầu cấp 3 thôi. Mày giỏi ơi. Mẹ ơi, con thi được 4 con 10, 4 con 9. Ôi, tao nói để được hai thằng con nó mắt lòng mắt già rồi đấy. Thế khi nào mình đi mua xe mẹ? Xe gì? Thì hôm trước mẹ chả bảo đầu cấp 3 mẹ mua cho con xe rồi thay. Cái xe đẹp đang còn đi được thì mua làm gì tốn tiền ra. Bó. Đi xe máy ra được cái đường này nguy hiểm thì có chuyện gì thì sao? Đi, biết ngay mà. Đã bảo rồi. Này, nhưng bữa mẹ ơi cho con đi chơi rồi nhá. Thì mà con muốn đi đâu? Đi sự kiện công nghệ đỉnh cao kết hợp các công nghệ tiên tiến nhất, hiện đại nhất như AR, VR, thực tế ảo vô cùng sống động, đem toàn vũ trụ Cool Galaxy đến ngay tại Hà Nội đấy mẹ. Lần đầu tiên hoàng chiến binh Cool siêu phàm chiến đấu với quái vật vũ trụ bằng game thực tế ảo siêu đã. Ở đây sẽ có 3 căn phòng trải nghiệm vô cùng đặc biệt với 12 tấm thẻ chìa khóa là vào được không gian Cool Galaxy huyền ảo. Ngoài ra khi sưu tầm mỗi thẻ quà trong mỗi lốc xứ Cool sẽ đổi được những phần quà như quạt Cool phi hành gia với 12 thẻ, bình nước đa năng 24 thẻ và xe tô màu đa sắc với 36 thẻ. Ai mà muốn trở thành chiến binh Cool siêu phàm và muốn mang Cool Galaxy đến tỉnh thành của các bạn thì hãy comment cho con biết với nhé. Này, mà cái đấy vô có mất tiền không đấy? Không, vô miễn phí mà. Ở thế thì được ấy. Anh phải cho đi thoải mái. Yeah, yeah. Có được đi không? Thế còn cái xe con mày tính thế nào? Không có xe máy xe biết gì hết á. Mua cho mày để mày đi linh tinh vớ vẩn để không lo đi học à? Quên đi nhá. Thấy nhỏ đó không? Thấy bà nội ơi. Thằng ơi, bằng từ công viên nhà tôi đó mà. Ta nói ha, từ lúc phát hiện một cái tới giờ ha, không thấy nó đẹp cái đường què gì hết. Suốt ngày cái đi lông bông gì đó ha, mà về tới nhà một cái là ru rú trong phòng đó má, cứ như chơi đồ vậy đó. Đúng rồi đó bà nội ơi, mấy cái đứa này học hành không ra quần què hết trơn thì công ty này chấp nhận. Ở nhà anh bám cha mẹ được cái gì thì bởi vậy làm sao mà giỏi giang như công viên nhà tôi được không? Tao nói chưa tốt nghiệp một cái là mấy công ty đã dành nhau nhận nó rồi đó. Mày đừng có bốc khoét. Bây giờ ra trường ha, làm tháng lương 50-60 ngàn đô USD nó bình thường. Ủa có mẹ. Bởi vì tao nói ha, mấy cái đứa này chỉ có ở nhà trong chợ đại gia nuôi nó chứ làm được cái gì? Lắm buồn. Mấy cái thể loại mà siêng ăn mà lười làm thì làm được cái gì cho đời trời. Nàng đi qua lối đó. Mùi hương bay theo gió. Đó, mà thấy chưa? Hôm qua đi bộ, nay đi xe mà. Đó, hiểu luôn bà nội ơi. Tôi nói bà nội, mấy cái đứa mà xúc này ăn diện vậy đó, chỉ có chờ cặp kè đại gia thôi má. Mấy cái đứa này tôi lạ gì nữa. Tao nhìn thôi là tao biết nó tày quầy hết trơn rồi đó má.
mà tôi nói bà hen, mấy cái đứa này mà gặp được một lần rồi đó, kiểu gì lần sau nó cũng gặp mấy đứa mà có gia đình đó, làm tiểu tam em phá hoại hạnh phúc gia đình người khác à. Hai cô vừa nói cái gì vậy? À, Linh hả con? Trời ơi, hai cô đang ngồi đây khen con này chứ làm gì? Thôi ông im mấy ả mồm đi. Thấy dạo này làm ăn được mới mua xe mới phải không? Con mua bằng tiền con tự kiếm ra, chứ cũng phải vay mượn ai hay là cặp kè với ai để mà hai cô ngồi đây xỉa xói con như thế này cả. Ăn cơm nhà lo nói chuyện người ta, bố cô rảnh lắm thì cô lo cho con mi nhà cô đi. Tiền kiếm không ra một cách mà mở mồm ra để 50-60 nghìn đô, bố cũng không thấy ngượng miệng à? Ê Linh, mày làm gì mà kiếm nhiều tiền vậy? Bữa thấy mày up story mày khoe cái gì túi xách vòng vàng các kiểu đủ loại vậy trời. Coi đi. Một tràng pháo tay cho anh Hùng à. Tao làm streamer. Công ty tao làm là JL Media đến từ Đài Loan, từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Coca-Cola, LG, Samsung, vừa khai trương trụ sở đầu tiên tại Việt Nam. Công ty chuyên đào tạo streamer và idol live. Ở đây đủ không gian cho idol làm việc, từ phòng make up, phòng học nhảy hay studio live đều đầy đủ. Chỉ cần làm tốt, còn lại các việc khác đều có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình. Này, công ty không ngại trả lương cao, chỉ sợ bạn không đủ năng lực làm việc thôi. Công ty vẫn đang tuyển đấy, muốn kiếm tiền thì đăng ký làm đi. Thiệt hả con? Con nhỏ này, mày về mà đăng ký mày đi làm tao điện cho. Mẹ mà suốt ngày mở nhà ăn bán tao đi nha. Ủa ơi, sao bà kêu con bà tháng kiếm 50-60 nghìn đô vậy? Kể cho tôi nghe, mày đừng có thế vô chuyện nhà bà hay gì. Chúc anh Kiệt sinh nhật vui vẻ nha. Ok, cảm ơn anh em hôm nay đã đông đủ để chung vui cùng anh và chị ha. Thì hôm nay anh em cứ ăn chơi thoải mái, bao nhiêu thằng này lo hết. Ok. Vô anh em. Rồi anh em mình làm tấm hình kỷ niệm. Ok ok. Rồi nha, 2, 3. Vô ok. Tiếp tục đổi kiểu nè. Quá đẹp luôn. Tình anh em ta như tên khác muôn nơi, để tìm được anh hào quang. Dù gặp bao trong gai khó khăn nhưng người nước nở. Tình anh em ta như chi tiết. Ngày hôm nay ta cùng họp hắn nơi đây. Chị vừa nhìn thấy em đi chơi với bạn trai. Bạn trai em đâu rồi? Bạn trai em đi mua kem cho em rồi ạ. Em thích ăn kem à? Chị đã nói là chị rất thích nụ cười của em mà. Mày thích combo của tao à? Chị hãy nghe mà. Tại sao mà? Mày nghĩ là mày đủ trình để chơi với tao? Làm cái gì thế hả? Bỏ đấy ra. Làm cái trò gì thế hả? Cô ấy là chị đi của tôi. Mày thích sinh viên à? Mày thích sinh viên à? Chúng mày dở trò mèo mảng á, đồng sau lưng tao mà tử tao không biết à? Mày. Cô đừng có quá đáng. Tôi nhịn cô đủ rồi đấy. Mày thích nhịn không? Mày thích nhịn không? Em đi đi. Em chạy đi. Cấm mày đi đây. Chạy đi. Em chạy đi. Coi kìa, đứng lại. Bỏ đấy ra. Tao nói cho mày biết nhá. Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Mày. Đúng ra. Im mồm. Mày điên vừa vừa thôi. May mà còn động đến cô ấy. Đừng trách tao ác. Rõ chưa? Khốn nạn. Khốn nạn. Mày cũng định chỉ là tao ăn bà thằng bà thôi. Tao giúp mày ăn bà thôi. Em, anh nói chúng lên cái dự án. Tôi mua cho em món quà. Mong là em thích nha. Trời ơi, anh tại em tôi hiểu luôn hả? Này là chắc là anh kia á, mắc lắm á. Thì có nhiều rồi em. Túi này túi 2 triệu à, trời ơi. Mà đối với anh này bằng bữa ăn sáng đi uống cà phê rồi thôi. Trời ơi, dễ thương cái nhỏ. Em cảm ơn anh nha. Quan trọng là em vui là anh vui rồi. Chị chào cưng, dạ em chào chị. Thì hôm bữa người yêu chị có mua chị cái túi này á, mà chị thấy nó hơi cũ, đổi chị cái mới đi nha. Ủa là sao chị, bên em đâu có cho trả hàng đâu. Ủa là sao cưng, cái túi này người yêu chị mua cho chị 1.2 triệu lận á, mà shop cưng không có chương trình là đổi trả là sao? Phục vụ kiểu gì vậy? Trời đất ơi bà nội ơi, mà nhìn cái shop con này má, trời ơi, đồ con bán đồ làm đồ sida mà nhìn cái kiểu đi. Nghĩ sao trên shop mà có cái đồ này mà chị giá 1.2 triệu mà nhìn trên YouTube tôi coi nè, đồ tôi bán nè. Trời đất ơi thánh thần thiên đụng ơi. Nghĩ sao vậy hả? Cái túi này 1.2 triệu đâu ra, cái túi này có 65 ngàn à má ơi. 65 ngàn thôi chị. Em chào chị ở nhà. Anh, em với anh quen nhau hơn 1 năm rồi đúng không? Mà sao em không thấy anh úp cái gì về em lên mạng xã hội vậy? Trời ơi em ơi, nói thiệt với em á, anh đăng hình là anh đăng hình công việc làm ăn này nọ với đối tác thôi. Chứ ai đăng hình yêu đương này nọ lên đúng không em? Đăng vậy mất uy tín anh chứ. Thì đăng ảnh không được thì up story đi, có gì khó khăn với anh đâu. Trời ơi em ơi, story với hình này khác gì nhau đâu em. Bây giờ anh mà có mấy cái tật đó thì anh làm số lương em cũng đâu có biết đâu đúng không? Quan trọng mình yêu nhau là mình phải có niềm tin với nhau chứ. Mà anh nói cũng đúng ha.
Nó vậy anh làm gì mà anh giấu em chi không biết nữa. Em, dạo này em còn tiền xài không? Có gì nói anh biết chứ đừng có giấu nghe chưa. Trời ơi, thôi đừng có lo cho em. Em xài tiết kiệm nó không có phung phí đâu. Em vẫn còn một ít, anh đừng có lo nha. Một ít hả? Có gì cho anh làm mượn tạm tháng này được. Vậy trời, đúng hả? Tôi mới thấy anh mượn em nè, 5 triệu anh nó trả đâu. Anh nói là tháng này đầu tháng anh trả cho em nè. Mà tới giờ anh chưa có trả, giờ anh mượn nữa là sao? Trời ơi, anh vừa mới có một đống tiền đầu tư mấy cái dự án này, cho nên bây giờ anh không có tiền tiêu vặt. Anh mượn tạm em thôi rồi sau tháng sau anh trả chứ em làm gì vậy? Anh đâu phải thiếu tốn đâu. Thôi, mày đừng có bốc phát. Em đâu phải là cái ngân hàng của anh đâu. Anh hứa với em đầu tháng sau anh trả cho em cả gốc lẫn lãi luôn. Ok chưa? Anh nói một cái dự án đó mà thành công một cái đi ha, anh chở em đi mua cái lắc vàng hả? À, nó được quen anh, em không có thiệt thòi đâu. Nhớ miệng á nha, tháng sau không có là chết cho tôi á. Rồi em cứ yên tâm ở anh là uy tín. Tôi phát điên lắm mất tôi. Tôi không nói cái gì sai cả. Im đi. Tôi nói cho chị biết, nhà tôi thật vô phúc. Vô phúc với con đứa con dâu như chị. Mẹ chồng nói một câu thì cái lại chém chém ra. Có phải mẹ chị ở nhà dạy chị như thế không? Hả? Bà động đến ai thì được, chứ bà đừng có động đến mẹ tôi. Bà bỏ cái kiểu chỉ tay vào mặt người khác như thế đi. Tôi chỉ tay vào mặt chị thì chị định làm gì tôi? Chị định làm gì tôi? Chị nói cho tôi nghe. À, chị định đánh tôi à? Bà muốn đánh là chị ghê không thật đấy. Con nhà nó lấy ra. Thành ơi, Thành ơi, đừng có mặc em ra đây này. Rồi đất ơi, con mẹ. Cái gì thế này? Cô đánh mẹ tôi à? Mi sói có bộ đồ mặc hoài, bộ không có kiểu khác hả? Sao tôi thấy bộ đồ này mặc cả năm trời, trời đất ơi, mấy anh chị nói vậy là sao? Em nói thiệt với mấy anh chị nha, đồ thì em không thiếu, mà tiền em cũng không thiếu luôn, nói thiệt á. Tiền em trao trai em còn có chứ, ba bộ đồ là cái gì? Cơ bản là bộ đồ đã làm nên thương hiệu của em, cho nên là em mặc để quay clip cho mấy anh chị coi thôi. Chứ cỡ em mặc đồ giống mấy chị kia á hả, thì mấy chị đã bích cửa với em luôn, chứ đừng có nói chuyện đó với tôi. Rồi bây giờ mấy anh chị muốn coi em mặc đồ khác đúng không? Ok, nay em chịu mấy anh chị. Để coi em cỡ này nè, mấy anh chị cỡ nào. Lên.